Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tiến độ triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, 63 tỉnh, thành phố đã chi hỗ trợ cho 28.260.000 lượt đối tượng, gồm 378.331 lượt đơn vị sử dụng lao động, trên 27.880.000 lượt người lao động và các đối tượng khác. Theo Nghị quyết 68, quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí trên 33.505 tỷ đồng, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 8.850.000 lượt đối tượng với số tiền 12.244 tỷ đồng. Một số địa phương có tổng kinh phí hỗ trợ cao là Bình Dương 3.118 tỷ đồng, Đồng Nai 2.787 tỷ đồng, Hà Nội 2.063 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu 1.742 tỷ đồng, Bắc Giang 858 tỷ đồng, Long An 737 tỷ đồng và Khánh Hòa 505 tỷ đồng.